Chào bạn, giống như hỏi vợ quá. Xin chào Quỳnh Linh, chị Cát Tường và toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Thanh Phương, 33 tuổi, đến từ Trà Vinh. Nghề nghiệp của em là nha sĩ. Rồi mời nha sĩ ngồi. Và bây giờ mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Chào em. Dạ em chào chị. Em tên là gì? Dạ em tên là Đặng Ngọc Ngân Trang. Trang năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ năm nay em 27 tuổi. Mình đang làm việc gì hả Trang? Dạ em làm thợ trang điểm. Tiệm của mình hay là mình đi làm cho người khác người ta? Dạ em đi làm cho người khác. Em nói một chút xíu về bản thân của mình. Em có những cái ưu điểm gì? Dạ ưu điểm của em thì em biết nấu ăn, em biết chơi bóng chuyền. Hèn chi em cao quá, em cao 1 mét mấy vậy? Dạ em cao 1m68 chị. Ồ chị thấy em cao quá chừng luôn. Hiện tại giờ mình ở đâu? Dạ em ở Sa Đéc chị. Sa Đéc? Ở Sa Đéc. Sa Đéc gần như Trà Vinh rồi. Bạn từ Trà Vinh lên đây luôn hả? Dạ. Trà Vinh thì có gì bạn? Có chùa Dơi mà đặc sản Trà Vinh mà nổi tiếng mà không ai biết, đó là dừa sáp. Dừa sáp là dạ. Sao? Là có cái sáp không hả? Là cái dừa nó đặc ruột, nó chỉ có chút xíu. Đặc gì? Đặc ruột. Đặc ruột là sao? Là cái dừa nó đặc luôn, nó còn chút xíu vậy. Là cái ruột nó đặc luôn hả? Dạ đặc luôn. Bạn làm nha sĩ được lâu chưa? Dạ cũng gần 10 năm rồi. 10 năm rồi. Vậy thì có nhiều người vào gọi là nơi bạn làm việc, chắc chắn trong đó có những cô gái rất là xinh, đúng không? Tại sao không có cảm tình với ai? Mình làm thì mình không có nghĩ là mình phải thích người đó được. Có bao giờ bạn phải lòng với ai đó chưa, thương người nào đó mà người ta không thương mình chưa? Đó là chưa. Có người nào mình thương rồi người ta thương lại luôn chưa? Thương rồi thương lại thì có. Được mấy người rồi? Dạ được, cũng được 2 mối tình. Chia tay lâu chưa? Mối tình cuối cùng đây chia tay được gần 2 năm. Lý do? Lý do khi mà mình muốn tiến tới hôn nhân, cô gái không chịu. Không chịu? Bạn có biết tại sao ta không chịu không? Cô ấy có thể một phần về cái danh lợi. Danh lợi? Danh lợi là cần là giàu có. Phải có nhà có cửa mới chịu. Ủa vậy bạn không có nhà hả? Nhà tức là nhà riêng. Nhà riêng nhà riêng có ruột ha. Nhà riêng là nhà Trang ơi, nhà riêng phải có ruột nữa. Nhưng mà đúng mà rồi. Trang ơi, lên đây đi có mệt không? Dạ em bị say xe nhiều lắm chị. Mình có uống thuốc say xe không? Để say dạ, xe dạ em uống thuốc nhưng mà cũng không hết chị. Đến trạm dừng thì em cứ vô toilet ói suốt à. Trời đất ơi. Dạ đó hả? Rồi xong rồi cái chủ xe đi kiếm không có, rồi anh cũng điện thoại mà em cũng ra không được, tại vì em bị say xe cũng nặng lắm. Nghe tội nghiệp quá người ta. Rồi nghe thấy thương ghê luôn vậy hả? Bạn trai bị say xe không vậy? Không có say xe. Vậy bạn có thể đỡ bạn gái lên xe xuống xe được không? Được. Ẩm luôn cũng được nữa. Vậy là bữa nay mình lên mình quay hình xong là mình về lại luôn hay sao em? Dạ em đi về. Trời ơi cực quá ha. Thôi vậy là trước tiên là phải cho một tràng pháo tay ghi nhận cái tinh thần của bạn ấy, vượt hơn 5 cây số nha, đến cái chương trình bạn muốn hẹn hò. Nhưng mà chị hỏi này, em xinh quá trời luôn mà ở dưới xe đét không có anh nào, sao mà mình phải lặn lội lên tới trên này dữ vậy? Dạ cũng một phần là do công việc của em là không có thời gian chị. Bữa nhiều khi là em đi lúc sáng sớm mà tới chiều tối em mới về. Rồi nhiều khi em mệt mỏi quá thì em chỉ muốn ngủ thôi. Em không có giao tiếp bạn bè nhiều nên không có bạn. Nhưng mà hồi xưa giờ mình có trải qua mối tình nào chưa? Dạ em cũng có 2 mối tình chị. Mình chia tay cái mối tình cuối cùng là bao lâu rồi? Dạ em chia tay mối tình cuối cùng cách đây cũng khoảng 2 năm. 2 năm? Dạ. Rồi suốt 2 năm qua là đi làm rồi về nhà mình ên không vậy? Dạ. Đó hả? Thì vô phòng cứ sống khép kín, chưa có ai mở cửa phòng. Hôm nay em đến đây nhờ chương trình như mai mối. Mở cửa phòng giùm đúng không? Dạ đúng. Kiếm người mở cửa phòng giùm em ha. Dạ. Em tới chương trình em muốn chương trình giới thiệu cho em người bạn trai như thế nào? Em cũng không quan trọng gì bề ngoài lắm. Em chỉ cần người chân thành, chân tình và chân thật là được. Rồi em không có thích cái gì ở người đàn ông? Dạ nói dối với lại nói chuyện vòng vòng là em không thích chị. Rồi, vô vấn đề luôn, muốn gì nói luôn đi. Các bạn lên mới nói được. Không cần, nhìn nói luôn, vậy em muốn gì? Dạ em muốn gì, muốn mở cửa là cài cửa. Đó là vô vấn đề luôn. Được, được. Nếu anh với em đến nhau là em muốn sống ở thành thị là ở vùng quê? Dạ, tùy theo cái công việc người nào ổn định hay là chỗ nào thuận lợi thì mình làm ở chỗ đó thôi anh. Em cũng không quan trọng về chỗ ở. Em thích người phụ nữ như thế nào? Phụ nữ em thích là phải cao trên 1m6. Đây là cao dữ lắm luôn nè. Rồi sao nữa? Tóc dài, hiền, biết chia sẻ, biết nấu ăn. Không có găng được không?
gì mà chủ yếu ông nhà sĩ không có gan thì mình có thể làm gan được. Mấy ông nhà sĩ quen ai cũng phải có gan chứ không có gan không được, đúng không? Gan em cũng xấu mà. Sao không làm đi cho đẹp? Nếu mà làm đẹp nữa người ta không tin mình à, để vậy đó, tôi tự nhiên. Tự nhiên đúng không? Ủa làm răng mà răng xấu rồi ai tin vô dao răng cho mình? Tối ngày em đeo khẩu trang không chỉ có thường thôi nếu mà biết hết trơn á. Nữ mà từ ở dưới xe đét lên đây để mà tham gia chương trình này để gặp bạn này, bạn thấy sao? Là khoái á chứ tường. Gì khoái? Cảm động. Tự nhiên thấy tao mệt tao khoái. Tao mệt rồi. Đây mình có thể mình che chở cho người đó được. Che chở cỡ nào được? Người ta xỉu thì mình ấm tay dậy. Nổi không? Bên đây bự lắm mà. Hô hấp nhân tạo. Nổi cái tường. Hô hấp nhân tạo là hô hấp làm sao? Mình mũi. Hai môi chạm lại nhau. Rồi sao nữa? Ép tim. Rồi sao nữa? Thì người ta tỉnh nghỉ. Không, hô hấp nhân tạo thử với anh Linh coi. Thôi trời ơi. Thôi thử với các tường đi. Cài hàng quá. Linh đây có mình nên nè hả? Có ai đi chung không? Dạ không, em đi một mình. Dạ chào chị. Ông mét bảy mấy hả? Dạ mét bảy. Mét bảy bảy. Hèn chi mà mấy cô trong công ty đứng thấp quá hả? Dạ. Thấy mấy cổ xinh quá trời mà lên đây hèn chi nữa thì tự kiếm đi. Tại yêu cầu đưa ra phải trên mét sáu. Chi vậy? Tôi xứng với mình, xứng với cái hình thể vậy đó. Anh ngồi xuống đi, anh cao quá à. Bây giờ nè, nếu mà bây giờ chịu thì chừng nào đám cưới? 2016 đám cưới. 2016 đám cưới, đẻ mấy đứa? Đẻ hai đứa. Bây giờ là về Trà Vinh ở hay lên Sa Đéc ở? Nếu mà cô gái chấp nhận lấy chồng về Vinh thì về Vinh. Không có bằng dâu. Ủa vậy ba má ai nuôi? Ba má thì có em Út nuôi. Chưa gì là thấy mê vợ bỏ ba mẹ rồi. Chết lớn rồi chắc được. Nói chung cao ráo, đẹp trai. Thầy xứng với em lắm đó. À chào bạn, dễ thương. Anh thấy này nè, bạn trai này á, thật sự nó cũng rất là bản lĩnh, bị ra đời ra nghề cũng lâu rồi. Tính vui thôi, bây giờ anh ta nói chơi thôi, trong lòng anh ta anh đọc được là không có gì đâu. Dạ. Em thích ăn dừa sáp không? Dạ hết. Thích người tặng dừa sáp không? Dạ hết. Hết luôn. Rồi mình kéo màn lên đi. Mở màn. Anh thấy cô này được lắm á. Nha. Làm sao chinh phục được cô ấy đi nha. 2 phút gặp nhau. Bắt đầu. Chào em. Dạ em chào Phương. Anh Cảm ơn ông tặng em. Dạ em cảm ơn anh. Có tặng dừa sáp kìa. Có 2 phút mà ông tặng quà hết phút rưỡi rồi. Anh tặng em trái dừa. Dạ em cảm ơn. Hãy nói tên gì em quên. Dạ em tên Trang. Anh được mấy anh em? Dạ gia đình em có 4 người. Em thứ mấy? Dạ em thứ 2. Giống hỏi cung quá vậy. Nói chuyện tình cảm đi. Dạ. Thấy em sao? Em hơi bị gung phải không? Dạ. Thôi anh nhường cho em nói. Trời ơi. Gung còn nhường người ta nói nữa không? Anh thấy em như thế nào? Em này chuẩn nè. Dạ anh hỏi em đi. Hai người lòng vòng cho tới sáng quá. Bây giờ hai người bây giờ rượu chưa có cưới nhau mà giờ yêu nhau hẹn hò sao nè? Người ở Trà Vinh, người ở Sa Đéc. Có thể mình quen nhau thì có thể 1 tháng gặp nhau được 1 lần được không em? Trời ơi. Dạ được. Quan trọng là tin tưởng nhau được rồi. Dạ. Em thấy anh sao? Vậy cũng được. Được hả? Được cái gì mới được? Dáng thì cũng cao ráo, cũng nhiều người hợp với em. Cách nói chuyện thì anh... Hôm nay anh gắn móc hết ruột ra nói chuyện nè. Móc hết ruột ra nói chuyện. Móc hết ruột ra ha. Cho anh cơ hội nói câu cuối cùng á. Em thích đi du lịch gì không? Dạ em thích đi du lịch. Có thể ngồi về đi chung du lịch với anh được không? Đừng nói du lịch Tài Vinh nha. Không. Nhưng mà về có cho vợ giữ tiền không? Thì chồng làm mà vợ giữ. Vợ thích mua sắm thì cứ mua sắm. Có xin lại không? Không xin lại. Không xin lại nha, hứa đàng hoàng nha, không xin lại nha. Mình sống như vợ con nè. Được. Hết giờ. Hai người nhìn trân trân không? Em không bấm là chị bấm á. Chứ chị thấy là rất là chân thành và nghiêm túc. 1 2 3. Trời ơi cao dữ. Trời ơi. Cặp này xứng rồi. Nắm tay cảm nhận thế nào? Cũng được quá ha.